Mặt thoáng với diện tích là 53 m², thiết kế và xây dựng 3 tầng rất là hợp lý. Với thiết kế của ngôi nhà này, thoáng trước, thoáng sau, hướng mặt bên cạnh mọi người ạ. Hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí thì rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa Hà Đông. Cụ thể thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hải Đức và giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, giao thông đi lại thuận tiện. Với một cái diện tích rộng, xây dựng 3 tầng, cả nhà và đất, giá rất là hợp lý, chỉ 2 tỷ 220 triệu đồng thôi thưa quý vị. Và với cái căn nhà này thiết kế rất là ổn áp. Đường ngõ nông gần với lại đường ô tô đi lại, từ vị trí ngôi nhà này cách với lại đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 20 m thôi. Thiết kế ở đây thì có 3 căn mọi người ạ. Diện tích thì có căn 51 m, có căn 52 m và có căn 53 m. Trong 3 căn này thì có căn thấp nhất là 2 tỷ 220 triệu đồng. Và cái căn Ngọc Ánh quay gửi tới cho quý vị là căn lô góc 2 mặt thoáng thì giá có nhỉnh hơn một chút xíu mọi người nhé. Và với cái thiết kế của ngôi nhà có sân riêng để xe máy. Đấy, thiết kế rất là hài hòa, xung quanh dân cư rất là đông đúc, giá cả nhà và đất nó chỉ có 2 tỷ 220 triệu đồng thôi mọi người nhé. Và mời theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà này, thiết kế phòng khách, phòng bếp siêu rộng luôn. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở. Với cái phần cổng ở bên ngoài là có cửa sắt rồi. Bên trong cửa chính là thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Cửa gỗ lim mọi người nhá, rất là chắc chắn luôn. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi. Với cái vị trí ngôi nhà này thì quý vị có thể đi theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài xuống cuối đường Tố Hữu, gần với lại đi qua khu đô thị Đô Nghĩa và đi qua địa phận Đông Lao Hoài Đức là có thể đến tới vị trí Đại Thành Quốc Oai. Nó giáp với lại Hoài Đức mọi người ạ. Đấy, nó chỉ cách một cái con đường thôi mà bên này là Hoài Đức, bên này là Quốc Oai. Với cái không gian tầng 1 ngoài phòng khách thì đây là phần phòng bếp. Và cái căn nhà này thì Ngọc Ánh đã chia sẻ thoáng trước, thoáng sau. Ở đây còn một cái phần thoáng sau nữa, mở ra rất là mát mọi người ạ. Đó, và với cái hướng nhà là hướng Tây Nam, còn cái mặt sau này thì là hướng Đông Bắc, cho nên cái nó rất là hút gió. Đây là phần không gian phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp này thì hoàn thiện xong hết cho quý vị. Về phần tủ bếp, thiết kế rất là chỉn chu, cẩn thận, công năng sử dụng hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Với cái không gian phòng bếp này thì xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Với cái tủ bếp, thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF. Đây là phần để tủ lạnh mọi người ạ, rất là rộng. Đấy, chậu rửa, vòi rửa cũng như là phụ kiện bếp đều lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với lại cái cửa ở đây mọi người ạ là cửa nhựa lõi thép, rất là chắc chắn, an toàn, siêu nhẹ nhưng mà rất là yên tâm. Đó, mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Ngoài ra với phần tầng 1 thì ở đây còn một phòng vệ sinh nữa. Đây, review nốt cho quý vị ở phía phần tầng 1. Còn một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho mọi người, đáp ứng công năng sử dụng. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc thì ốp đá granite. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách cửa chính ở đây là có một vách CNC. Căn nhà này thì có một cái ưu điểm nó là lô góc, cho nên có cửa sổ mở ra phía bên cạnh này nữa quý vị nhé. Cho nên ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng khách, phòng bếp. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế đây quý vị ơi, cầu thang ở giữa, phòng ngủ hai bên trước và sau. Ở phần cầu thang ở đây thì hành lang là có cửa sổ. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ, rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Với cái phần cửa sổ thiết kế hai lớp, vừa thẩm mỹ vừa an toàn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Với cái căn nhà này, mặt tiền của ngôi nhà là 3m76, mặt hậu là 3m78. Có nở họ một chút và chiều dài của nó là 13m, cho nên tính ở trên sổ nó là được 52,1m mọi người nhé. Đó. review cho quý vị rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Tất cả mọi cái thông số giá bán đều hoàn toàn từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây, phòng vệ sinh đầy đủ công năng, bồn cầu, thiết bị vệ sinh cần thiết cho một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở phía mặt bên trong. Căn nhà thoáng trước, thoáng sau. Đây, phòng vệ sinh sử dụng cho phòng bên trong mọi người nhé. Đây ạ, ánh sáng tự nhiên đầy đủ. Với cái hai phòng ngủ này khá là rộng. Tất cả các phòng, cửa thông phòng đều dùng cửa nhựa lõi thép mọi người nhé. Siêu nhẹ luôn, chống ồn rất tốt, cách âm rất tốt, thẩm mỹ. Và mời cùng theo em lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Quý vị ơi, đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 3, không gian của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Gồm một phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 3 hướng ra phía bên ngoài. Đây, rất là thoáng, xung quanh khu dân cư đông đúc, chợ trường dân sinh đều đầy đủ, đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu tất yếu của cuộc sống mọi người ạ. Đó, phòng vệ sinh tầng 3. Như vậy với căn nhà này diện tích rộng cho nên thiết kế rất là hài hòa, công năng sử dụng rất là hợp lý, đầy đủ cho một hộ gia đình. Đây là thêm một căn phòng nữa, quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng ngủ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng nhé mọi người. Và phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi. Với cái phần sân phơi này tương đối rộng và tương đối là đầy đủ, đáp ứng cái sử dụng cho quý vị. Với quý vị nào đang có những cái lô đất 50, 51, 52m mà muốn thiết kế thấp tầng đầy đủ công năng, đầy đủ phòng ngủ như thế này thì quý vị có thể tham khảo mẫu nhà này nhé. Còn quý vị nào đang tìm những cái căn nhà diện tích rộng, giá bán hợp lý chỉ hơn 2 tỷ như thế này thì liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 093 013 403 hoặc 0888 041 414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.